Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Công nghệ và Đời Sống nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm về công nghệ, đó chính là chiếc màn hình gaming nha các bạn. Và sau đây mình sẽ quay sơ qua cái thông số của chiếc màn hình cong này. Chiếc màn hình cong này có thông số kích thước là 23,6 inch và có tần số quét là 75Hz nha các bạn. Và cái chiếc màn hình cong này á của thương hiệu HKC và có độ mỏng rất là ấn tượng nha các bạn. Và điều đặc biệt của chiếc màn hình cong này đó chính là giá của chiếc màn hình cong này chỉ dưới 3 triệu thôi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm về công nghệ, đó chính là chiếc màn hình để chuyên dành cho những game thủ nha các bạn. Đây là một chiếc màn hình cong. Đó, có độ phân giải là Full HD. Cái chiếc màn hình này á có kích thước là 24 inch. Và giá của nó là chỉ có khoảng hơn 2 triệu thôi nha các bạn. Thì á, cái chiếc màn hình cong mỏng và đẹp như thế này, có độ phân giải là Full HD mà chỉ hơn 2 triệu thì á, nó có những đặc điểm nào nổi bật và màn hình của nó có đẹp hay không, thì các bạn hãy xem video clip này, mình sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc màn hình này, xem coi là cái chiếc màn hình này á, có đáng để chúng ta bỏ ra với số tiền là hơn 2 triệu để sở hữu một chiếc màn hình cao như thế này. Và trước khi mà test cái màn hình này á thì mình cũng sẽ nói sơ qua cái thông số về cái màn hình này nha các bạn. Đây là một chiếc màn hình thương hiệu là HKC, có độ phân giải là Full HD. Và cái độ dày của cái TV này á, các bạn xem độ dày nó rất là mỏng nha các bạn. Và đây là một chiếc màn hình chuyên dành cho game thủ nha các bạn. Tại vì sao á, những cái chiếc màn hình cong như thế này á mà mình lại nói là chuyên dành cho game thủ? Tại vì khi mà các bạn chơi game á thì á, nếu mà các bạn sử dụng một cái màn hình phẳng á thì á, cái mắt của các bạn á sẽ không bao quát được những cái khung ảnh ở phía ngoài màn hình này nha các bạn. Đó, tại vì khi mắt của con người nhìn thì sẽ tập trung chỉ nhìn vào ở giữa cái màn hình các bạn, còn hai mét ngoài phía màn hình thì chúng ta sẽ không tập trung được ở những cái hình ảnh ở những chỗ đó. Thì á, người ta đã thiết kế ra một cái chiếc màn hình cong. Khi mà cái màn hình mà nó cong như thế này á thì có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn vào cái màn hình thì con mắt của chúng ta nó sẽ bao quát được hết cái màn hình. Vì vậy á, những ai mà đã từng chơi game á mà sử dụng những chiếc màn hình cong như thế này á thì các bạn sẽ thấy là những lợi ích của những chiếc cái màn hình cong như thế này nó đem lại cho những người mà chơi game rất là tốt nha các bạn. Và cái chiếc màn hình này á, cái thông số của nó á, có tần số quét là 75Hz nha các bạn. Như các bạn đã biết á, trên thị trường hiện nay á có những cái màn hình cao cấp dành cho game thủ có tần số quét 144Hz hoặc là 240Hz. Đó là những chiếc màn hình rất là cao cấp nha các bạn. Những chiếc màn hình đó các bạn phải bỏ ra một cái số tiền phải là trên 10 triệu để sở hữu những cái màn hình cao cấp như thế. Và đây là một cái chiếc màn hình giá chỉ hơn 2 triệu thôi mà lại chuyên dành cho game thủ. Thì sau đây mình sẽ test thử cho các bạn xem là cái màn hình này á nó có thực sự tốt không. Và để test cái màn hình này á thì á, nhà sản xuất TV này á cũng đã tặng cho chúng ta một cái chiếc cọc kép HDMI nha các bạn. Thì á, cái chiếc cọc kép HDMI này á chúng ta chỉ cần cắm vào laptop hoặc là cắm vào những cái dàn PC hoặc là những cái TV box, chúng ta test thử xem là cái màn hình này nó có thực sự là tốt không nha các bạn. Và đây là hình ảnh thực tế mình quay từ máy quay. Nếu các bạn xem ở ngoài á thì cái hình ảnh nó còn sắc nét hơn nha các bạn. Đây là hình ảnh mình quay từ máy quay mà các bạn xem, hình ảnh rất là mịn, rất là chi tiết và sắc nét và có độ gam màu nhìn rất là nịnh mắt nha các bạn. Và những cái dải màu nóng á nó sẽ rất là nổi bật. Và độ sáng của cái chiếc màn hình này á thật sự cũng rất là ấn tượng nha các bạn. Hiện tại á cái độ sáng của cái màn hình này á mình mới chỉ để là 50% thôi mà cái màn hình này á nó cho một cái độ sáng phải nói là rất là tốt, rất là tuyệt vời. Với một cái mức giá mà chúng ta bỏ ra chỉ khoảng hơn 2 triệu thôi mà cái chiếc màn hình này nó cho một cái hình ảnh mà sắc nét và đẹp như thế này á thì phải nói là thật là tuyệt vời nha các bạn. Phải nói là trên thị trường á các bạn không kiếm đâu được một cái chiếc màn hình mà dưới 3 triệu mà có màu sắc đẹp như thế này đâu các bạn. Và cái điều ấn tượng mà mình thấy ở trên cái chiếc màn hình này á đó là cái góc nhìn nha các bạn. Thông thường á thì những cái màn hình mà giá rẻ á
thì nó hạn chế góc nhìn. Khi mà các bạn nhìn nghiêng á thì hình ảnh nó xé và rất là khó nhìn. Và cái chiếc màn hình này á, mình đã nhìn nghiêng cái góc 180 độ mà cái màu sắc nó vẫn không thay đổi nha các bạn. Cái màn hình giá rẻ mà cho chúng ta góc nhìn như vậy thì quả thật rất là ấn tượng nha các bạn. Và còn một cái điều rất là đặc biệt đó là cái chiếc màn hình này nó hỗ trợ tiếng Việt nha các bạn. Đây các bạn xem. Với cái tiếng Việt mà đầy đủ như thế này á thì những cái cài đặt của chúng ta cài đặt rất là dễ dàng. Và cái chiếc màn hình này á là chiếc màn hình á chuyên dành cho những game thủ á, thì nó hỗ trợ những cái chức năng để chuyên chơi game như là chế độ FPS nè các bạn. Đó, và cái chế độ bật cái tâm ở dưới màn hình hoặc là cái chế độ bảo vệ mắt người dùng và còn rất là nhiều những cái chế độ khác nha các bạn. Thì á, những chiếc màn hình á chuyên dành cho game nên này á thì á những cái chế độ đó thì các bạn khỏi phải lo. Sau khi đánh giá và test cái sản phẩm màn hình game nên công như thế này á thì mình sẽ rút ra những kết quả và đánh giá như sau. Với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra hơn 2 triệu á thì mình xin khẳng định luôn là cái chiếc màn hình này á phải nói là có một cái chất lượng hình ảnh rất là tốt nha các bạn. Những bạn nào mà chơi game mà nè thì các bạn á chỉ cần bỏ ra số tiền hơn 2 triệu thôi là chúng ta đã sở hữu một cái chiếc màn hình cong như thế này, có mật độ điểm ảnh và hình ảnh rất là sắc nét nha các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy á cái màn hình này á tốt mà các bạn muốn mua á thì các bạn hãy bình luận cái comment ở phía dưới video này, mình sẽ cái để cái đường link mua hàng cho các bạn nha. Còn các bạn thấy video clip này á mà thấy hay thì hãy nhấn like và chia sẻ để đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Và xin chào tất cả các bạn nha.